phát hiện di cốt của người đàn ông cao 1m65, sống cách đây 2.300 năm ở Cần Giờ. Một di cốt người cổ có niên đại ước tính khoảng 2.300 năm vừa được phát hiện ở di tích Rồng Cá Vổ ở huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đợt khai quật gần đây tại di tích khảo cổ Rồng Cá Vổ, các chuyên gia khảo cổ đã phát hiện di cốt của một người đàn ông cao khoảng 1m65. Các chuyên gia nhận định người này có thể đã nắm giữ một vị trí cao trong cộng đồng vì hai chiếc nanh thú ở hai bên cổ. Di tích khảo cổ học Rồng Cá Vổ thuộc ấp Hòa Hiệp, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh được phát hiện vào năm 1993, khai quật lần 1 vào năm 1994. Thám sát năm 2018, tổng diện tích khu Rồng Cá Vổ là 29.000 m², trong đó khu vực trung tâm, khu vực 1 của di tích nằm trên một rồng đất đỏ cao hơn khu vực xung quanh khoảng 1,5 m, có diện tích là 7.000 m². Tại các hố khai quật của di tích Rồng Cá Vổ, các nhà khảo cổ trước đó đã nhiều lần phát hiện các mộ chum, mộ đất cùng hàng trăm di vật quý bằng các chất liệu như đá quý, thủy tinh, nhuyễn thể. Một số di vật lần đầu tiên được phát hiện tại di tích như là khuyên tai hai đầu thú, khuyên tai ba mấu, lá vàng, hiện vật hình tù vả, chứa đựng các giá trị lịch sử, văn hóa và đặc biệt là lịch sử hình thành, phát triển thành phố Hồ Chí Minh cách đây trên 2.000 năm. Niên đại của di tích Rồng Cá Vổ được các nhà nghiên cứu xác định từ khoảng 2.500 năm trước đến khoảng đầu công nguyên.